Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận quý 2 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Việt Anh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang, Văn phòng Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và ban hành các văn bản triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác dân vận gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 và trọng tâm công tác năm 2021 của Ban Dân vận Trung ương về đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời tập trung cao cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới với trọng tâm hướng mạnh về cơ sở. Công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến, tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chủ động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang góp phần xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo, đồng thời bổ sung làm rõ thêm những kết quả đạt được và đề xuất những nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2021, trong đó nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết, chung sức của các tầng lớp nhân dân trong phòng chống dịch bệnh, quyên góp ủng hộ quỹ COVID-19, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận nhân dân trước những sự kiện chính trị lớn, vấn đề nóng, nổi cộm từ thực tiễn, công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các tổ chức chính trị xã hội và các doanh nghiệp ngoài nhà nước, phát động các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, tổ chức đối thoại để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc của đoàn viên, hội viên, công tác đảm bảo an ninh vùng biển. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Song Tùng đã trao đổi làm rõ một số kết quả nổi bật của tỉnh đạt được trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời lưu ý một số phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 8% trong năm 2021, rất cần sự tuyên truyền vận động của khối dân vận các cấp để tạo sự đồng thuận với quyết tâm chính trị cao trong các tầng lớp nhân dân vì sự phát triển chung của tỉnh. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận 6 tháng đầu năm, trao đổi một số hạn chế vướng mắc, làm rõ một số kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2021, tập trung vào triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận gắn với trọng tâm công tác năm 2021 của Ban Dân vận Trung ương về đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ đề công tác năm 2021 của Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc và chủ đề công tác năm 2021 của Tỉnh ủy, kỷ cương trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính. Quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết số 02 ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, dân tộc, tình hình công nhân lao động ở các doanh nghiệp, tập trung vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tiếp tục thực hiện tốt quy định về phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, hoàn thành thực hiện chương trình giám sát phản biện xã hội năm 2021, quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên và các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp.